Xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của Shop Xe 88. Hôm nay thì có một chiếc xăm bị thủng của dòng xe đua, thì tiền thế là sẽ làm video hướng dẫn cho các bác thay xăm chiếc xe này làm sao để không bị xước vạch. Thì đây là bộ móc nốt giống như bộ móc nốt của xe máy thôi. Thì đầu tiên là sẽ dùng băng dính đen để bọc cái đầu này lại, để khi mình móc vào đây thì nó va và nó chạm vào cái thành của cái vành, nó sẽ không bị xước. Đầu tiên sẽ dùng băng dính đen nốt 1 đến 2 lớp. Đầu tiên các bác cứ nót qua để khi mình móc vào đây, móc vào cái thành vành này nó sẽ tì vào cái mép vành này, nó sẽ không bị xước, không bị xước xe cũng như không bị xước vành, giúp cho nó bảo đảm được cái vành nó tốt nhất. Còn đây cái xăm thì mình tháo cái nắp này ra này, xong tháo cái chặn cái chân van ra này, xì hết hơi đi. Thường thường xe bị thủng xăm thì nó cũng hết hơi rồi. Đấy, quấn đây các bác, quấn xong nó tầm 1-2 lớp như này để cái tiếp xúc nó đỡ hơn. Ok, đây bây giờ chúng ta móc ra thay, ngược em cắm ngược lại đấy, đúng rồi, cái đầu nõm này phải quay vào trong đấy, cho móc luôn vào cạnh vành đấy. Đấy, móc tiếp đi, cứ lần móc gần thôi, móc gần ra thôi đấy, ra rồi đấy. Đấy, khi móc như này này các bác, cái băng dính nó sẽ tiếp xúc và sát cái mép vành thì nó sẽ không bị xước. Đấy, một cái mẹo đơn giản thôi, các bác chỉ cần thêm một tí băng dính thôi là nó không bị xước vành. Nhìn cái vành của bác sau khi thay xăm, thay nốt hay là thay cái gì thì nó vẫn còn đẹp nguyên. Đấy, thế thôi, móc ra thôi. Đấy, đơn giản rồi. Đấy, tháo ra là thay xăm rồi. Tháo hẳn lốp ra, nó ra để giải lắm, cái đấy giải lắm, tháo hẳn lốp ra đi. Móc hẳn lốp ra ngoài, yeah, kéo hẳn lốp ra ngoài, rồi ok. Rồi, đấy, kéo xăm rồi dễ. Thường thường những dòng này, thường thường nhiều bác là ăn bớt, kiểu là cứ để nguyên cả lốp rồi kéo chân van ra. Nhưng mà tốt nhất đối với dòng xe này, các bác nên tháo ra và kiểm tra xem trong vành nó có bị dính đinh, dính răm gì không, và cũng như lốp bị dính đinh, dính răm gì không. Đấy, rồi các bác móc vào này. Ok. Đây, lót vành crep chụp pick xịn sò. Đây, đối với xăm mới khi cắm vào đấy. Đây, cắm vào đây. Cắm vào phát xoáy luôn cái chặn chân van, nghiêng đâm thẳng rồi xoáy luôn cái chặn chân van. Đấy, khi nắp xăm mới vào các bác nắp phát bác xoáy luôn chặn chân van này. Rồi, vừa thôi, đừng căng quá. Rồi, năm lốp vào đi, cho lốp đều vào xăm để không bị quẩn ý, thì các bác mình dần. Đấy, để cho nó không bị quẩn, nó mà bị quẩn thì nó lại có tình trạng thủng xăm. Đấy, nó theo một lớp rồi, cho cái nốt vào đi, cho đều nốt một má vào trước được, chúng ta cho một má vào trước. Đây, em hướng dẫn cho các bác nào mà chưa biết thay xăm nốt tại nhà nhé, các bác có thể xem video này tự thay xăm nốt tại nhà được. Bình thường đây dựng đứng cái vành này cũng được, cho vào cũng được. Đây, rồi. Cho một bên vào trước, cho một bên vào trước. Kéo cái xăm về một phía đi. Đây, kéo xăm về phía bên này, tay nhấc. Đấy, cho xăm về một phía rồi, kéo cho hết nốt vào một phía trước. Cứ nốt vào được một bên thì vào dễ lắm. Căng đúng không? Đấy là căng. Đoạn nào căng quá thì phải dùng móc nốt cho vào. Này dùng tay thì vào hết rồi. Rồi ok. Đấy, cho xăm ra bên kia đi. Rồi, được chưa? Nốt vào hết một phía chưa? À, nốt này vào luôn được hai phía rồi. Đây, khi đã cho xăm được vào, nốt được vào hết trong vòng vành đúng không? Và xăm đã không bị quặn thì đầu tiên thì chúng ta sẽ cho cái đoạn ở chỗ chân van vào trước. Tại sao cho đoạn chân van? Vì khi các bác mà cho tất cả các đoạn kia trước vào đến đoạn chân van này, đấy, các bác tì vào đúng không? Thì nó không vào sâu được hết, nó chỉ là mép mép ngoài thôi, rất là dễ bị bung. Vì cái này em có kinh nghiệm từ ngày xưa thay xe phích nhiều, cái xe phích nó giống con này.
nên khi mà các bác mà thay nắp cái đoạn chỗ chân van cuối cùng ấy thì cái nốt nó chỉ còn hơi mớm mớm ấy, nó không vào hết vào cái tanh. Đấy, thì bây giờ em sẽ vào chỗ chân van trước, vào chân van trước là vào hết cái tanh trước. Đấy, vào chân van trước rồi bắt đầu sẽ nần hết chỗ kia, vào chân van vào sâu đi, vào sâu luôn, vào nó phát vào sâu luôn. Đấy, bắt đầu sẽ nần nần tất cả các chỗ khác là xong. Đấy là một cái mẹo, đó là vào từ chân van trước rồi bắt đầu vào tất cả các phía kia xong. Xăm khi các bác nần này, các bác chú ý là nó đúng chiều nhé, đừng để bị nó chéo bị quặn, khi các bơm bao bơm lên nó bị quặn chéo là nó hay bị thủng xăm đấy. Ok rồi, đấy, đấy chân van đây, chân van này, đấy, vào điểm chân van trước, vào điểm chân van trước, phải vào điểm chân van trước, chân van vào được phát này em vào những chỗ sau rất là dễ rồi. Đấy, một chân giữ vào một điểm đấy bất kỳ đi. Đấy, thế thôi. Dòng này thì nốt nó dễ ra vào hơn dòng nốt fix, nhiều dòng nốt rất là căng để dùng cái móc nốt để móc, nhưng mà dòng này thì dùng tay để bẻ vào hết tay và hết. Ok, bơm hơi xong. Đấy, bơm hơi và các bác nắn đều nữa là xong. Đấy là cách thay xăm của chiếc xe đạp đua. Nếu bác nào cần hỗ trợ thêm gì về kỹ thuật có thể là alo hotline 0933 522 186 hoặc 0936 307 317. Cảm ơn các bác dành ra là xem video. Xin chào các bác.